Ok, và xin chào tất cả anh em, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường triết lý mùa 4 anh em. Rồi, khởi đầu với đội hình 3 thần tài và 2 thiện xạ. Và như anh đã thấy thì mình đã tích được 5 triệu thua từ hệ thần tài rồi. Ui, hôm nay thì chơi cái gì đây? Pháp sư à? Ui, 6 pháp sư. Đã là một cái trang bị áo choàng tĩnh lặng khá là sớm để có thể gây khá là nhiều bức chế cho team của mình. Lại thua rồi. Lên là trận thua thứ 6 rồi các bác ơi. Cố lên nào. Khi mà anh em chơi thần tài thì chắc chắn thì sẽ chờ đợi một pha nổ hũ cực mạnh phải không? Ok. Và mình cũng thế. Để xem là mình trận này tích được bao nhiêu chữ thua và nổ hũ ở cái cột mốc bao nhiêu nhá. Hiện tại là mình đã ở cái cột mốc 6 rồi. Ra ma tiên hộ pháp. Chắc là mình nghĩ là chúng ta cũng không cần. Mà mình sợ trước khi mà được nổ hũ thì chắc bay máu quá, cho nên là mình đã bắt Garen với cả Nidalee để chúng ta có thể giữ máu, chỉ không là tấn công đội hình mạnh quá thì cũng không được, yếu quá thì cũng không xong. Thế nó mới tải. Mạnh quá thì chúng ta đã bị mất chuỗi thắng, còn yếu quá thì lại bị trừ nhiều máu, dẫn đến là chưa kịp nổ hũ đã bị bay máu rồi. Này mình hơi bị mệt này. Học bắp đã có cho mình được ra xua tinh anh Lux 2 sao hay từ mùng 3.2 như này. Khá là hên. Khai sáng. Ở đâu này chơi thánh thần kết hợp với song đấu rồi. Mạnh thực sự này. Cứ mỗi lần thua nguyên sàn như này này. Bao nhiêu máu? Ui xổi 12 máu. Mẹ nó thốn. Thốn đến tận rốn luôn anh em ơi. Hay thực sự. Cay quá là cay. Ôi. Và trận thua rồi. Với những trang bị này thì nghĩ là chúng ta có thể dồn đồ cho Zinix cũng được. Mà Zinix thì vẫn chưa lên được 2. Một cái trang bị cho nó đó chính là cái Sojin thì mình nghĩ chúng ta vẫn chưa đến lắp bộ nhá. Bình tĩnh. Ui, mấy anh em chơi xong đấu kết hợp với thần tài này. Chắc là kích hoạt thần tài để có thể lấy vàng thôi. Mạnh thế. Hai con tam ken 2. Càng dã man vậy. Lần này thì chúng ta có vẻ như là cũng không thua đậm cho lắm. Cố lên Zenix. Ui. Anh em chết nó đi. Nearly. Hay. Ok. Tạm được. Gọi là tạm thôi nha anh em. Nào lấy cái đồ gì đây? Lấy Zihin cũng ngon này. Nhưng mà thì mình thích cái cây BF hơn. Đấy. BF ở nhà thì chúng ta lắp được nhiều đồ hơn anh em ơi. Vừa dồn đồ cho Zihin và vừa dồn cho Zinix là một trong những cái sự lựa chọn không hề tồi. Hai con carry trong bộ tộc thiệt xạ. Mong mình sợ trận này nó lại không ra cho mình có tinh anh thần tài ấy. Dẫn đến là dễ hẹo lắm. Kiểu như là chưa kịp nổ hũ đã bay máu ấy. Máu của mình bây giờ chỉ còn có 38 máu thôi. So với vị trí top 7, 60 máu. Chênh lệch gần như là 50%. Ok. Một cái Sojin đâu nhỉ? Đây. Sojin cho Zinix. Một giáp thuê thật cho Tam Ken cho Zinix luôn. Cứ để vậy đi. Tám trận thua rồi. Ai cha cha, kiểu như mình chỉ còn 20 máu thôi thì lúc đấy thì khá là nguy hiểm. Nhưng mà mình cần thua thêm 2 trận nữa để chúng ta có thể ăn cái bãi sói cho nó nhiều tiền ấy. Ui, what the fuck, level 5 Zihin 2. Hình như đi chợ ông này vừa lấy được. Ui hồi ôi. Lắp luôn đi tú trượng tạch giáp này thì khá là toang nha. Ok. Mà 6 cường giả ở đầu game như này thì lại là mạnh quá. Đỉnh của chóp luôn ạ. Đỉnh của chóp luôn. Thua luôn rồi anh em ơi. Xây dù. Cho nó vào đây. 9 trận rồi.
khá là căng. Lắp một cường cái này đi, giờ thắng được ngon rồi. 9 trận rồi anh em ạ, 30 máu. Giờ tận dụng được cái gì thì tận dụng cái đấy, thắng được thì cũng được mà thua thì cũng không sao. Ok, ủa đội hình chiến tướng này mình mới thua đậm rồi. Thua đậm rồi đấy anh em ạ. Thua đậm rồi đấy anh em ạ. Biết ngay mà. Một chiến thắng này trâu bắt. 10 trận thua liên tục. Mình chỉ còn có 18 máu nữa mà thôi. Giờ thì fit một trận nữa thì cũng như là gần cái gọi là xa trời rồi. Tinh anh bóng ma. Giờ bóng ma này chỉ có đi luôn rồi. Ok, sắp xếp đội một chút nào. 10 trận thua liên tục rồi các bác ơi. Khá là nguy hiểm. Chơi liều thôi, chơi liều phải chấp nhận thôi anh em ơi. Liều ăn nhiều. Trải qua đắng cay ngọt bùi. Ủa, có một cái cuồng đao này. Zinix đồ cũng khá đẹp. Zinix 2 luôn này. Kasopia pick để đây. Một cái bao tay đậu tặc thì mình nghĩ là cho con Garen nhỉ. Cao lên chút nữa chúng ta có thể dễ dàng thay đổi đồ hơn. Với cả bây giờ Nidalee 2 sao là mạnh rồi. Nhờ. À đâu giờ Zinix 2 sao bây giờ là mạnh rồi. Mong là ta sẽ nổ hũ. Chứ không là không, bây giờ mà không nổ hũ thì không biết là khi nào mới nổ được. Nổ hũ. Ai đây? Lại gặp 6 pháp sư. Mà mình nghĩ bây giờ khi mà Zinix 2 sao một cú làm choáng ở đây thì ta nát tên bạn rồi, không phải lo. Ok, nổ hũ xem nào. Để xem là 10 trận thua thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị gì nhá. Đấy, đấy, đấy. Nổ hũ nào các bác ơi. Tôi chờ cái khoảnh khắc này rất là lâu rồi. Happy New Year and Merry Christmas. What the hell. Quá là buồn. Kain, Lesin với cả Lilia. Xem nó ra cái gì không. Riven, tinh anh hộ pháp. Chắc là không chơi được. Lilia, Riven. Thôi xong rồi. Khá mệt, khá mệt. Thêm một Riven này. Ôi giời ơi. Xem sao nào, bán con nào đi bây giờ. Thế có chết không cơ chứ. Quái ạ. Nhưng mà cũng may là thắng được thêm tỷ nữa. Có Riven chắc khóa lại đi. Hay là bán lên xin đi nhỉ. Cứ để đây đi. Đồ gì đây. Ui trời ơi, với 3 nhân tài thì không có mong chờ gì nhiều. Chỉ có từng đấy mà thôi. Thế chắc mình sẽ kẹp vị tướng 5 vàng vào. Nó mới có thể giúp mình chống chịu về cuối game được. À chóc 2. Đây. Tạm thời chữ cho Annie đi. Trời ơi, quên cho chóc vào rồi. Toàn quá. Lại gặp ốc. Lần này thì với Lilia kết hợp với 4 hồn thì chắc là mình có thể ăn được. Ok. 2 tiền bán này đi. Khi mà chúng ta kẹp thêm con Azir vào thì sẽ có thêm một chút độ pháp và sẽ giúp cho đội hình của mình mạnh hơn. Và với những trang bị này thì chúng ta có thể dồn đồ của Zinix sang cho Azir cũng khá là ổn. Có gì không? Ai à. Gì bây giờ?
lấy một cái gậy này đi để phòng thân. Nếu như mà có thìa vàng hay là gì đấy thì chúng ta có thể lắp thành u hồn nhân tạo được. Ok, xem 10 trận đấu và fit 10 trận liên tục xem là mình có comeback được hay không nhá. Khá là căng đấy, chơi lớn thì phải chấp nhận thôi. Riven này đấy, bây giờ lại có cho mình con Azil đây rồi. Nếu như bắt con Azil hồi nãy thì chúng ta sẽ có được Azil 2. Làm sao mà có thể biết trước được, đúng không anh em? Trước được thì đã dâu con mẹ nó rồi. Ok, u hồn kết hợp với hộ pháp hoàng đế. Thêm con cây như này thì nó sẽ có đam ở tuyến đằng sau là ổn áp à, chọc ở tuyến đầu hợp lý rồi. Ui, comeback rồi, chơi đấu sĩ Sijua ghi luôn. Cũng như là anh em nào đang xem thì hãy nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một cái kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và nếu như mà anh em tiếp tục đam mê thần tài, muốn mình khám phá những cái hũ nó cao hơn ở cột bốc 10, 11, 12 thì hãy nhớ là đừng quên là comment phía dưới giúp mình. Mình sẽ cố gắng thực hiện những cái điều đấy cho anh em xem. Hiện tại là 10 trận nổ hũ như này là có vẻ như là hơi thấy nó hơi ít. Đấy, giá của mình là nó như vậy. Biến hình cho cây tuyệt vời. Racing kia, cố lên anh em. Ui dồi ôi, mấy anh em này khỏe quá, khỏe nhưng mà mình lại còn khỏe hơn nữa. Trận này mình sẽ cố gắng roll tìm Lilia hoặc là Azil 3. Tại vì cũng có rất là nhiều anh em comment cho mình những cái ý tưởng đấy luôn. Đây, đây đây. Ây chà chà. Nào, để xem cái rau sói cuối cùng. Da da da. Racing game. Ui ôi, có Kain này. Chắc bây giờ thì muốn tích tiền lên cấp 9 thì chắc là chúng ta phải lắp một cái kiếm súng Hextech cộng với, mình sẽ sử dụng Nico cho Kain luôn nhá. Kain lên là 2 sao với 4 u hồi này thì đảm bảo với anh em là nó carry đến tầm level 9 là ổn. Theo mình là như vậy. Đánh giá của mình với con Kain này thì nó khá là cao, nó mạnh cực. Ôi giời ơi, cục giáo đây này. Chân chân ok, anh em thấy cây là 2 sao lợi hại không? Đấy, bây giờ nó sạc cỏ hết. Có bách 6 trận thắng liên tục rồi. Quá tuyệt vời. Roll tìm gần 3 hay không để tiền lên cấp 9. Kiểu như bây giờ chúng ta có tỷ lệ tinh anh 4 tiền nó khá là cao ấy, cho nên là với những cái lượng tiền như này thì chúng ta có thể slow roll được. Slow roll không biết có ổn hay không.
Chà chà, cố lên nào anh em. Top 1 với chúng tôi, Take a Rap. Đám hết. Giờ là ai chủ khai đất này? Ari. Ủa, Ari tinh anh linh hồn. Chắc là thôi, tôi không chơi đâu. Giờ bắt Ari vào thì cho vào vị trí của Aatrox cũng hợp lý. Nhưng mà mình vẫn thiếu con Thresh nhỉ. Ờ, con Thresh với cả tinh anh u hồn thì mới chơi được 6 u hồn. Bây giờ chưa có tinh anh u hồn nào cả anh em ạ. Khá là buồn đấy. Uầy, thợ săn thần rừng đấu sĩ. Vậy thì chia ra đồ nổ cho Vega với cả cho As. Cộng với một con Nunu tanh như này thì khá là bình. Nhưng mà nếu như mình thì mình sẽ chọn một trong hai thôi. Một là As, hai là Vega. Chỉ chơi nhiều quá thì nó lại bị loãng đây anh em ạ. Mày thua rồi, 18 máu. Chắc là chưa đi được. Nó cũng mất một ngón khá máu. Đau thế. Trời ơi. Là cái gì đây ta, không có u hồn nhân tạo. Giấy thì chơi cái gì đây? Chưa chưa. Liga lên 2 sao cũng ổn. Còn có 7 máu như này, có biết có lật kèo hay không đây này. Riven Threat. Thôi, chắc là khỏi ôm Riven đi. Riven sợ nó dễ hẹo lắm anh em. Liga 2 sao chắc đam ổn không ta? Vẫn là Lilia mới 1. Giờ Lilia 2 du ngủ cũng khá lực. Chắc là ổn nhá. Thổ pháp u hồn. Thẳng quá. Ok, cố lên nào, tạm biệt đậu ốc đi. Ôi dồi ôi, ốc ốc vẫn khá là khỏe anh em ơi. Nhưng mà cũng phải nói lời tạm biệt. Cái mà động lực của chúng ta bây giờ nó khá biến thái rồi. Tân 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 tân. Red 2 là sắp u hồn sắp xếp như u hồn hộ pháp sắp xếp như này không biết ổn không ta. Cái này mình sợ nó bị kẹt quá. Nhưng mà nó tận dụng được cái lượng giáp của mấy cái con hộ pháp. Đây. Cái này thì có cái lợi mà cũng có cái hại. Đấy, Cassiopeia của mình nó bị đứng ở đấy. Mới đổi lại chúng ta còn rất là nhiều giáp nha. Ok, vẫn ăn được cái ông này. Ổn rồi. Chuẩn bị lên cấp 9 rồi anh em ơi. Cấp 9 thì bây giờ thì tìm tinh anh 5 tiền chứ cần gì 4 tiền nữa. Được không nào? Trận này thì cố lên Lilia 3 cái nào. Ui, Cassiopeia tinh anh u hồn. À. Thôi bắt đi. Cho này vào nữa phải 6 u hồn thì mạnh. Hay bán Aatrox đi nhở. Aatrox của đang 2 sao cũng đang ok. Cái huyết kiếm này không biết cho con nào. Đội hình của mình thì nó cũng vừa hợp với huyết kiếm anh em ạ. Buồn thôi rồi. Có Zon này.
Ok, up cấp đi. Cho vào đã nhá. Mình định tạm thời cái 6 vũ hồn như này. Đấy. Cho này vào cho nó nhiều lính cát. Ok. Ai đây? Lại gặp thấy cờ rẹp với đội hình chiến tướng kết hợp với hộ pháp. Cố lên nào anh em. Ok. Mày này. Được đấy. Cũng mạnh nhưng mà vẫn chưa thể nào mà mạnh bằng mình. Lilia thì anh ngu hồn. Ai thầy trưởng à. Bằng cắt Sophia đi để có Lilia thì anh ngu hồn thế này thì còn gì bằng nữa phải không anh em. Edgree Zone 2, ok, cho nó vào đép đi. Trời hơi liều một chút. Nhưng mà chúng ta đã có được hai con Lilia hay sao. Liều ăn nhiều thôi. Không liều thì ăn ít. Mà liều thì ăn nhiều. Ui rồi. Hai con Lilia nó du ngủ thì thôi rồi. Ok. Chút nữa còn chơi liều hơn nữa. Giờ vẫn chưa phải là liều đâu anh em. Giờ vẫn là liều bình thường. Bình thường còn liều hơn nữa. Ui, anh kia cầm Azil 2 à? Thì đấy lâu ra mà Azil 3 đây. Tìm Lilia thôi. Thế cơ đẹp vừa có cho mình được Azil 3 2 sao anh em ạ. Cho nên là cũng khó. Lê xin Azil này. Xét đại ca thì chắc là không ham mà. Xét lên nhiều quá. Nên mình cứ bị tưởng 5 tiền mới lạ cho anh em xem. Đây này, ông Vega đồ chuẩn thế này. Quá. Ui ôi, nhưng mà Kayn của mình nó khó chịu thực sự nhở. Mạnh lắm đấy. Kayn này không vậy cực kỳ biến thái luôn. Kết hợp với đội hình u hồn này thì anh em có thể dồn đồ cho Kayn hoặc là set đều được. Có gì hot không? Có thiệp vàng. Thiệp vàng bây giờ thì đối với mình nó cũng vô tác dụng. Còn gì nữa đâu. Chắc là mình sẽ lấy cái bao tay đạo tặc này đi. Đấy. Lê xịt Azil này. Đây vào. Khá căng anh em ơi. Này cho đại của Lilia cạnh đi. Ui ông này cầm Azil 2 sao rồi. Phải đấm thôi, phải đấm thôi. Ui dồi ôi. Kayn của mình nó sạc cỏ thế kia thì ông sao mà đỡ được. Kết hợp với hai Lilia với khả năng du ngủ nghìn thu. Coi như là tạm biệt. Thế cơ rẹp. Ngon rồi đấy anh em.
Ui, 766, trận đấu căng thẳng vãi trường ạ. Có Kain, có Kain. Còn thế nhỉ? Kain này anh giáo ơi. Mà hơi khó nhỉ. Sợ một phát đi luôn quá. Hôm nay có SU2 rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Sau này mình phải lựa chọn một trong hai Kain hoặc là Azil. Hiện tại thì Azil nó đang nhỉnh hơn về số lượng. Cố lên những anh em. Quá. Ui xồi ôi. Bán hết thôi, chơi liều nhá anh em. Có hàng gì hot hay không? Đây, một round nữa thì mình sẽ cố gắng. Có gì chơi nấy luôn. Cái gì khổng lồ này thì cho Kain là hợp lý rồi. Có Nico không? Có Nico không? Mong là sẽ ra Nico cho mình. Có thể thực hiện được Lilia 3 sao hoặc là Azil 3. Zilan. Ui, hai Lilia. Úi xổi ôi, Lilia 3 sao luôn nhá. Được của nó chưa? Úi xổi, Azil. Azil, ui, một con nữa, một con nữa. Ui, ui, ui. Ui giời ơi, không ra rồi. Mà thôi, với đội hình gọi là bốn thần gà, đội hình bốn hoàng đế kết hợp với Lilia 3 sao, để xem sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Mà anh em xem những cái con linh cát như thế kia thì ui ôi, quá là khó chịu phải không nào. Được chưa? Đội hình này đội hình Tử Cấm Thành. Này, em mình đặt tên cho nó đội hình Tử Cấm Thành. Ve gà 3 sao. Ông mình có set tinh anh nhỉ. Tinh anh 2 sao cũng chưa chắc đã thắng được mình. Hổ báo cáo trồn. Hổ báo cáo trồn. Úi xồi, nó đẩy đi hết. Còn Lilia thì có dù tay mặn giấc ngủ nghìn thu rồi. GG. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.